ơi, quay trở lại với xe cưng, mình là Quỳnh Như đây. Đây là Mercedes C300 AMG, một chiếc xe mình nghĩ vốn đã khá là kén khách rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà đối thủ của nó là BMW 3 Series lắp ráp trong Việt Nam và có một cái giá bán rẻ hơn rất là nhiều thì lại càng kén khách. Thế nhưng mà trong số những khách hàng ít ỏi sở hữu C300 AMG thì mình thấy gần đây toàn là người trẻ mua mọi người ạ. Và gần hơn cả sẽ là khách mời của xe cưng trong video ngày hôm nay. Chào mọi người, mình tên là Nhi, năm nay mình 22 tuổi và mình đã có thời gian trải nghiệm với chiếc xe này được khoảng 9 tháng rồi. Và để biết là Mercedes C300 AMG thì có những cái tiêu chí gì, những cái đặc điểm gì mà lại thu hút được nhiều bạn trẻ như vậy thì mọi người đừng bỏ lỡ video này nhé. Bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên dành cho Nhi đấy là không biết là trước C300 AMG thì cậu hay là gia đình cậu đã trải nghiệm những cái mẫu xe nào rồi và cậu cảm thấy là ấn tượng với mẫu xe nào nhất? Do đặc thù của gọi là nghề nghiệp đi, thế nên là mình cũng có khá là nhiều cơ hội được trải nghiệm các dòng xe khác nhau, từ xe bán tải như là Forerunner này cho đến một số mẫu xe nhỏ đi trong phố như kiểu là Suzuki Swift, hoặc là một số mẫu xe MPV như là Kia Carnival hoặc là Lexus GX460. Tuy nhiên thì để mà nói ấn tượng nhất thì thật sự là trong đầu mình vẫn chưa có gọi là ấn tượng hẳn mạnh mẽ với cả một mẫu xe nào cả. Thế nên là khi mà biết là mình có thể sử dụng một chiếc xe thì mình rất là mong chờ. Thế đây là chiếc xe đầu tiên và cũng là cái xe mà cậu cảm thấy là ấn tượng nhất. Đúng rồi. Thì Nhi có phải là một người thích xe không? Hay là với Nhi thì một chiếc xe chỉ là một phương tiện di chuyển thôi? Để mà nói thật sự ý, thì trước mình cũng có khá là thích xe. Nhưng mà tuy nhiên là phải đến khi nào mà mình cảm thấy là mình sẽ sở hữu một chiếc xe ý, lúc đấy mình sẽ tìm hiểu ra rất là nhiều thời gian để mình tìm hiểu về nó này. Và sau khi tìm hiểu về nó thì mình cũng sẽ tìm hiểu sang các cái phân khúc lân cận nữa. Thế nên là chắc là mình cũng khá là thích xe và tìm hiểu về xe đấy. Vậy thì với Nhi thì khi mà cậu mua một mẫu xe, đâu sẽ là những cái tiêu chí quan trọng nhất? Tại vì mình cũng là con gái mà, và mình khá là điệu. Thế nên là cái điểm đầu tiên mà mình quan tâm đó chính là nội thất. Ngoại thất nó xấu xấu một tí cũng được, nhưng mà nội thất thì phải đẹp. Ngoài ra thì cũng có một số option, ví dụ như là trang bị an toàn ở trên xe. Thật ra thì Nhi chia sẻ là tại vì Nhi điệu nên là Nhi thích đẹp ấy, thì mình thấy là cũng không phải là quá điệu đâu. Nhiều người ta điệu hơn, người ta sẽ chỉ quan tâm đến ngoại thất thôi, nghĩa là quan tâm đến cái người khác nhìn vào. Còn Nhi thì Nhi quan tâm đến cái trải nghiệm trực tiếp của bạn, đấy là bạn lái xe ở bên trong thì cái khoang nội thất nó có đẹp hay không. Thì cái đấy nó là thực tế đấy, chứ không phải là bị điệu quá đâu. Mình rất là may mắn tại vì là mình có ba anh trai. Và cả ba anh thì đều khá là đam mê các xe. Trước khi mẫu C300 mới này ra ấy, thì mình cũng đã có đến showroom và tham khảo rồi. Nhưng mà lúc đấy mình nghĩ là kiểu mình chỉ xem thôi, chứ mình không nghĩ là mình được mua. Đó, nhưng mà sau khi mà ra form mới này thì mình lại đi xem một lần nữa. Hôm đấy lúc đấy bắt đầu cảm giác là hóa ra là kiểu mình cũng được anh mình đã định hướng sớm như thế, để kiểu biết chọn xe đấy, biết chọn thời điểm đấy. Chứ còn ví dụ mà mình mua xe sớm quá thì mình sẽ mua lại cái form cũ của sẽ dòng này tiếc khi mà nó ra mắt. Đó, thế nên mình rất may mắn khi mà có anh mình, anh rất là nhiều kinh nghiệm. Nghĩa là được anh trai định hướng, trời ơi, sướng quá. Nhi có chia sẻ với mình, Nhi là bánh bèo thích lái. Thì thực sự là một cái cảm giác lái của một mẫu xe có quan trọng với Nhi hay không? Để mà nói thì cảm giác lái với mình khá là quan trọng. Ví dụ như là những cái đoạn mình đi trong phố thì mình muốn nó nhẹ nhàng, mềm mại. Còn khi nào mà mình lên cao tốc chẳng hạn thì mình muốn có một cái độ gừ của cái động cơ, và cũng như là cái độ siết của vô lăng ấy. Đấy là những cái tiêu chí mà cậu cảm thấy là quan trọng. Thế tại sao lại không chọn đối thủ của C300 AMG, đấy là BMW 3 Series? Bởi vì đây là một mẫu xe rất là nổi tiếng về cảm giác lái này, độ bám đường cực kỳ tốt luôn, mà giá lại còn rẻ hơn ạ. Chia sẻ thật thì thật sự là ban đầu mình cũng có đặt cọc cho BMW 330 rồi. Là rút cọc hả? Vì khoảng thời gian đó thì BMW đã tung ra gọi là mẫu xe lắp ráp ấy, và mức giá nó khá là cạnh tranh. Nhưng mà vấn đề là cái khoảng thời gian đó thì BMW lại chưa ra form mới và nó chuẩn bị ra. Đó, thế nên là mình rất là lăn tăn, nhưng bây giờ kiểu mình mua một phát thì thôi năm sau mình lại trở thành gọi là old school rồi, nên mình không muốn như thế. Tại vì mình khá là điệu. Thế nên là cái phần nội thất của BMW thì không thể nào đáp ứng được cái sự điệu của mình. Tại vì BMW có một cái chút gì đó mình cảm giác là hơi cá tính, hơi mạnh mẽ một chút. Kể cả là cái cảm giác lái của nó có không được như BMW ấy, thì mình cũng chấp nhận thôi. Tại vì nó quá đẹp và nó có quá nhiều yếu tố khác gọi là có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, những điều mà mình tò mò hơn về thói quen sử dụng cũng như là lựa chọn xe của một người trẻ. Thì không biết là khi chuyển thói quen từ sử dụng xe mà không phải là xe của mình sang một chiếc xe nó hoàn toàn thuộc về mình và mình là người cầm lái chính, thì Nhi có thấy là cái thói quen sinh hoạt của Nhi nó thay đổi nhiều không?
Lúc đầu thì mình chỉ trải nghiệm gọi là đi xe máy thôi. Lúc đấy thì cũng khá là nhiều cái cảm giác mà có người đèo mình. Nhưng mà tuy nhiên cho đến lúc mà mình đi ô tô lại rồi thì mình thấy rất là ok với cả cái việc là mình có thể tự chủ động trong cái việc di chuyển. Nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng có một mặt trái là mình sẽ phải chịu nhiều trách nhiệm hơn. Cái ngày đầu tiên mà mình nhận xe ấy, nghĩa là mình sẽ có cảm giác là uầy, nghĩa là mình đã phải chịu trách nhiệm cho một cái tài sản nó to như thế này rồi. Còn đâu về cảm giác thì mình vẫn khá là ok. Câu trả lời sâu sắc thật sự. Với những người mà lớn hơn tụi mình tầm 10 tuổi đi, nhưng mà đi một cái mẫu xe sang thì vẫn thường được nhận những cái câu hỏi tò mò của mọi người. Và đặc biệt là người trẻ mà lại đi xe sang đi học nữa, thì không biết là có bao giờ nhận được những cái câu hỏi nó khó trả lời, hay mọi người tò mò là sao bạn trẻ thế mà bạn lại đi xe sang thế, hay là mọi người kiểu trêu mình là rich kid hay gì không? Thật ra để mà nói thì mình cảm thấy khá là may mắn đi. Tại vì những câu hỏi mà mình thường nhận ý, thì mọi người chỉ hỏi tuổi này, xong rồi hỏi gia đình thôi. Chứ cũng không bao giờ gọi là hỏi những câu như kiểu là sao mà em mua được xe thế các thứ. Đó, tuy nhiên thì cái việc gọi là gắn mác rich kid thì mọi người cũng gắn, thì cái đấy mình không tránh được. Nhưng mà thật sự thì bản thân mình thấy mình vẫn còn phải cố gắng nhiều. Nghĩa là Nhi không gặp phải một cái tình huống khó xử nào kể từ khi mà đi cái mẫu xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển vào xe, xem Nhi cầm lái và tiếp tục trả lời những câu hỏi kỹ hơn về mẫu xe này nhé. Cậu mua xe một phần là vì option và một phần là vì thích cái khoang nội thất, thì đến với option trước nhá. Nhi dùng cái option nào nhiều nhất ở trên xe? Một trong những cái option mà mình thấy là đáng tiền và mình sử dụng nhiều nhất hàng ngày luôn á, đó chính là cái hệ thống cam 360. Nội thất mới thì cái màn hình nó rất là to. Thế nên là khi dùng cam 360 ấy, thì mình cũng có thể thấy được cái xung quanh nó rất là rõ, cảm giác như kiểu là có người ở ngoài đứng quay cho mình siêu luôn. Siêu nét luôn ý. Tôi cũng khá là thích cái thiết kế màn hình mới đặt dạng dọc như thế này, nó giống mấy con xe điện mới của Mac. Chắc là khi mà nhắc đến Mac ấy thì người ta sẽ nghĩ đến cái gọi là đèn, hệ thống đèn trang trí. Thật sự là màu nó rất đẹp ý, nhất là khi mà mình đi vào buổi đêm. Nhưng mà kiểu ánh đèn nó mờ ảo đi một chút ấy. Ui đẹp lắm luôn ấy. Và cảm giác là, và nó rất nhiều màu. Thậm chí là có những người hôm đi về nhà rồi tắt xe mà rồi nhưng mà vẫn phải ngồi ở trên xe để kiểu ngắm đèn, chỉ ngắm đèn thôi ấy. Thế ngoài đèn ra Nhi có dùng những cái option liên quan đến an toàn chẳng hạn, thì không biết là những cái tính năng hỗ trợ lái thì Nhi có dùng không? Thật ra để mà nói thì có một cái hơi đáng tiếc là cái hệ thống phanh khẩn cấp ở trên Mac ấy, đáng lẽ ra là một cái option rất là đáng tiền. Nhưng mà tại vì đường phố ở Việt Nam ấy, cái điều kiện giao thông ở Việt Nam nó không thuận lợi để mà mình sử dụng cái đấy hàng ngày. Cũng có quên tắt mấy lần thì cũng hơi giật mình một chút. Chứ còn nếu mà ví dụ mình đi trên cao tốc, và đặc biệt là ví dụ khi đường mưa và cái tầm nhìn bị cản trở ấy, thì mình nghĩ cái đấy nó rất là ok. Nó có thể giúp được mình là mình căn được cái khoảng cách với cả xe phía trước. Nhiều lúc mà mình đi trong phố ấy, muốn thử cái cảm giác xem mà kiểu đạp kịch ga thì nó như thế nào. Nhưng mà đương nhiên là mình không thể nào đạp kịch ga ở trong sợ phố được. Sợ quá. Đúng, thế nên ví dụ khi mà mình đi cao tốc thì mình cứ chọn cái lim đó, xong mình có thể thử cảm giác là đấy kịch ga nó sẽ như này như này. Nhưng mà tốc độ thì nó vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của mình. À, thế con xe này còn có cả cảnh báo điểm mù này. Thì Nhi có thấy là cái này nó tiện với Nhi không? Nghĩa là khoảng thời gian đầu thì mình vẫn còn để ý, nhưng mà sau kiểu mình đi quen rồi ấy, thì mình sẽ chỉ để ý khi nào mà mình xi nhan và cái cảnh báo điểm mù nó kêu lên thôi. Chứ còn khi mà kiểu mình đánh lái sang, thật sự là cái góc gương của Mac nó khá là rộng ấy. Thế nên là nó cũng không cần quá nhiều đến cảnh báo điểm mù nữa. Tại vì những cái điểm mà nó mù như thế thì cái gương đều có thể chiếu đến hết rồi. Thế trong thời gian sử dụng thì Nhi có bao giờ thấy là xe nó có một cái lỗi nào đấy mà phải mang ra hãng lại đi sửa không? Cũng có, nhưng mà nó ít, và tại vì xe nó vẫn còn trong thời gian bảo hành. Thế nên là mình thay thì mình cũng không mất tiền, thì chắc nó cũng là một cái gọi là tích cực. Kiểu khi mà mình mua xe thì mình sẽ phải chấp nhận và mình tìm hiểu những cái đấy. Thế là gầm xe nó hơi thấp. Nó hơi thấp so với cả ví dụ hồi đó mình cũng có tham khảo C200 Avantgarde Plus, thì cái gầm nó sẽ không thấp như thế này. Và với đường ở Việt Nam thì mình đi cũng hơi sợ một tí. Gọi những điểm khác thì mình chưa thấy có gì cần phải. À, cửa sổ trời. Cửa sổ trời mỏng quá. Đúng. Quá là mỏng luôn. Cái đời mới này thì cái tấm che cửa sổ trời nó bị mỏng hơn khá là nhiều so với đời cũ. Nên là như đi bị nóng hả? Cái dán kính nó không đủ khả năng để có thể cách được nhiệt. Thì khi mà đi trời hôm nào nắng gắt thì mình sẽ cảm thấy rõ là cái độ nóng, kể cả điều hòa nó có đang bật gió khá to. Thì đấy là cái mà Nhi cảm thấy chưa ý. Nhưng mà cái việc mà cái gầm xe nó được đặt thấp như thế có làm cho bạn có một cái cảm xúc liên kết với mẫu xe hơn và nó thể thao hơn khi mà cầm lái không? Cái đấy thì là điều đương nhiên rồi. Tại vì nó là body kit, thế nên là mình cảm giác kiểu nó bám vào mặt đường.
khi mà mình kiểu đánh vô lăng hay là mình xoay thì mình cảm thấy an toàn. Nghĩa là kiểu ví dụ mình đi xe gầm cao hơn một tí đi thì mình sẽ sợ là mình có cảm giác nó bị lật, nó không bám đường. Thật ra đây là một cái sự bám đường thôi, mình cảm giác như thế thôi. Thật ra là còn do hệ thống treo nữa. Nếu mà treo đủ tốt thì mình sẽ không có cái cảm giác là mỗi khi mà mình đánh lái ôm cua cái xe nó bị trông chênh, nó bám vào đường. Thì để có những cái cảm xúc chân thực nhất và kể những cái câu chuyện kỹ hơn về việc cầm lái mẫu xe này như thế nào thì có lẽ chúng ta sẽ đổi lái bây giờ nhá. Ok. Thì đây là một mẫu xe mà có được trang bị công nghệ mild hybrid, nó sẽ đẩy thêm cái lực kéo vào xe khiến cho xe đi nó vui và phấn khích hơn. Thì không biết là khi mà bình thường sử dụng thì Nhi có thường hay chuyển chế độ để bật sang chế độ sport và cảm thấy phấn khích hơn khi cầm lái không? Thật ra thì mình cứ tranh thủ khi nào mà có cơ hội phát là sẽ ngay lập tức chuyển sang Sport hoặc là Sport Plus. Tại vì mình thích cái tiếng động cơ nó gầm lên và đi cảm giác là kiểu cái nước đầu mình nhấn ga ấy, nó vọt đi rất là nhanh. Nếu mà Sport và Sport Plus thì nó không khác nhau quá nhiều đâu. Nhưng mà nếu mà mình chuyển đang từ Eco hoặc là Comfort sang Sport Plus chẳng hạn thì mình ngay chuyển thẳng như thế luôn. Thì mình sẽ thấy rõ cái sự khác biệt là nó sẽ không còn cái cảm giác mềm mại êm ái nữa, mà thay vào đấy sẽ là cái cảm giác nó thể thao và khá luôn. Là phấn khích ấy. Thử chuyển phát luôn cho chuyển nó bây giờ luôn có cảm xúc. Ok. Dính ghế thực sự luôn. Và cái tiếng động cơ nó rất là đã nha. Nó không phải kiểu nó gào lên vì nó không đi được nữa, mà nó là một cái tiếng rất là thể thao. Ôi, mọi người ạ. Nổi da gà. Nổi da gà. Đúng là bánh bèo thích cầm lái rồi. Để so sánh là vận hành đô thị với cả vận hành ở trên đường cao tốc, đường trường thì Nhi sẽ thích cái mẫu xe này, thích con xe 300 AMG khi đặt vào trong cái trường hợp nào hơn? Đương nhiên là để gọi là vận dụng hết cái khả năng rất là mạnh của động cơ thì mình sẽ thích là đi đường trường hơn. Tại vì đường trường không những nó thoáng mà mình cảm giác là đạp ga các thứ nó sướng hơn. Mình thấy dòng xe này cái hệ thống treo của nó cũng không phải quá là êm đâu. Về âm thanh đi là cảm thấy rõ được là cái tiếng ở dưới lốp nó vọng lên này. Cách âm gầm không tốt. Đúng, cái âm gầm khi mà đi vào những cái đoạn đường bê tông thì mình vẫn nghe được cái tiếng ồn ồn với cả là tiếng mặt đường nó vọng lên, nó rội lên. Một phần mình nghĩ tại vì là cái xe này được đặt trọng tâm khá là thấp để có được một cái cảm giác thể thao. Đúng, thật ra thì mình khá là thích. Khá là thích cái tiếng cái tiếng gọi là âm ầm đấy, tại vì nó cho mình cảm giác là mình đang lái xe. Mình vẫn cảm nhận được, mình cũng không muốn đi xe mà nó bị quá là yên tĩnh hả? Quá yên tĩnh ấy, nó sẽ hơi kiểu sợ ấy. Mình sẽ không biết được là xe nào đi bên cạnh, kiểu xe nào đi đằng trước, đằng sau. Đúng. Nhưng mà Nhi biết không, ngày trước á, xe 300 AMG được đánh giá là một mẫu xe cách âm không hề tốt. Nhưng mà khi mà trải nghiệm xe của Nhi ngày hôm nay thì mình nghĩ là nó đã không còn đúng nữa. Vì ngay cả khi mà chúng ta đóng cửa thôi cũng thấy là cái cửa nó quá là nặng, nó quá là dày mọi người ạ. Thế nên là nó cải thiện được cái khả năng cách âm. Chúng ta chỉ thấy là nó hơi bị ồn gầm một chút xíu thôi. Còn nếu mà đi bình thường như thế này mà bật nhạc thì chắc là cũng không cảm nhận được gì cả. Đúng rồi. Nếu có một cái điều được góp ý với cả nhãn hàng để nhãn hàng thay đổi cái điều đấy thì Nhi nghĩ là sẽ góp ý điểm gì để cho mẫu xe được 10/10? Với cả một người gọi là yêu cái đẹp như mình ấy thì mình sẽ muốn là cho thêm gọi là về option về nội thất. Ví dụ như là về màu da đó, màu ghế hoặc là kiểu những cái option khác, ví dụ như kiểu về mặt carbon, về gọi là về mặt visual thôi chứ cũng không phải về khả năng vận hành quá nhiều đâu. Lúc mới xem xe mà xe chưa về Việt Nam thì phải, mình cũng thấy có cái màu kem ấy rất là đẹp, nó rất là xinh luôn ấy, nhìn xe nó rất là sáng, mặc dù biết là sẽ bẩn đấy nhưng mà mình vẫn thích. Nhưng mà tuy nhiên thì khi về đến Việt Nam thì chỉ còn hai màu thôi là màu đen và màu nâu ấy. Nghe chia sẻ của Nhi thì mình thấy là gần đây mình có được trải nghiệm mẫu xe đấy là C43. Một cái dòng hai số của mẹ thì nó sẽ kiểu nó siêu mạnh, nó siêu thể thao. Và cái mẫu xe đấy cũng có phối màu rất là đẹp nhá. Thì Nhi có thể thử tham khảo xem là mẫu xe tiếp theo mình định đổi nó có biết đâu nó lại lọt vào mắt xanh của mình thì sao. Chứ mình thấy là C43 khá là hợp với những gì mà Nhi chia sẻ, thì mình thấy là nó khá là hợp với Nhi. Thì rất là cảm ơn Nhi vì ngày hôm nay đã tham gia trong video phỏng vấn của Xế Cưng để giúp cho người xem có thêm một cái góc nhìn mới xem là một người trẻ mà đi xe sang thì họ sẽ chọn xe và họ sử dụng xe như thế nào. Và đôi khi chưa chắc con gái và bánh bèo thì đã không biết gì về xe, vì mình thấy là Nhi có một cái độ am hiểu nhất định về mẫu xe. Rất cảm ơn mọi người vì đã cùng em trải nghiệm chiếc xe 300 mà em đã đi suốt khoảng thời gian qua.
và mong là có thể gặp lại mọi người trong những lần tới sau khi em đổi xe chẳng hạn. Được đấy, may quá, không cần phải gài gắm thêm là sau khi đổi xe nhớ cho dây cưng phỏng vấn tiếp. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau, nhớ like, share và subscribe chúng mình nhé. Bye bye.